Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá tối ngày hôm nay, mùng 6 tháng 2 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong nội dung đầu tiên này thì mời các bạn đến với thông tin sắp tái đấu Việt Nam, huấn luyện viên Shin Tae-yong bị huyền thoại Indonesia chỉ trích thậm tệ. Tiếp đến mời các bạn đến với nội dung huấn luyện viên Philippe Jouzier bất ngờ chê bóng đá Trung Quốc. Và cuối cùng là nội dung huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn ở lại Việt Nam khiến báo chí Indonesia hụt hẫng. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, mở đầu bản tin tối ngày hôm nay, mời các bạn đến với thông tin là cầu thủ Việt Nam ngưng tim tại Nhật Bản mới đây đã báo tin vui đến người hâm mộ. Cụ thể là vào đầu tháng 12 vừa qua thì cựu cầu thủ của Sông Lam Nghệ An là Trần Ngọc Dũng đã sang Nhật Bản tham dự giải bóng đá phong trào tại đây. Tuy nhiên thì bi kịch đã xảy đến với cầu thủ này khi anh đã đổ gục xuống sân sau ít phút thi đấu. Ngọc Dũng đã bị ngưng tim đột ngột và tụ máu. Sau một thời gian chữa trị, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Trần Ngọc Dũng hiện là vẫn còn rất yếu. Không những vậy thì bệnh tình của Ngọc Dũng nặng và tốn nhiều chi phí chữa trị lên đến 3 tỷ đồng. Bản thân cầu thủ này và gia đình vốn đã có hoàn cảnh khó khăn nên không thể chi trả được. Biết được tình hình này thì nhiều kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản và đông đảo người dân trong nước cũng đã cùng nhau kêu gọi và đóng góp tiền để giúp cho Ngọc Dũng vượt qua hoàn cảnh này. Ở những diễn biến mới nhất thì Ngọc Dũng đã có thể trở về Việt Nam vào lúc nửa đêm ngày 5 tháng 2 và sức khỏe của anh cũng tiến triển một chút khi đang tập ăn trở lại. Ngọc Dũng cũng đã nhận ra mẹ mình. Được biết là công ty cổ phần Sunshine, đơn vị mời Ngọc Dũng qua Nhật thi đấu cho câu lạc bộ của mình, đã chi trả toàn bộ tiền viện phí của Ngọc Dũng tại Nhật, khoảng hơn 3,5 tỷ đồng. Số tiền mà cộng đồng đã quyên góp ủng hộ Ngọc Dũng cũng sẽ được chuyển đến gia đình để hỗ trợ cho cựu cầu thủ của Sông Lam Nghệ An tiếp tục điều trị tại Việt Nam. Trần Ngọc Dũng, sinh năm 2003 và từng là đội trưởng U19 cũng như là U21 của Sông Lam Nghệ An tham dự giải U19 và U21 quốc gia. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An, chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. Từng là một tài năng khá triển vọng nhưng Ngọc Dũng đã gặp chấn thương nặng nên sau đó đành gác lại sự nghiệp đá bóng của mình. Giải đấu phong trào mà Ngọc Dũng tham gia vừa qua được tiến hành bởi Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam-Nhật Bản với sự góp mặt của 32 đội đạt thứ hạng cao nhất tại 7 giải bóng đá ở khu vực trên toàn Nhật Bản. Chung cuộc thì FC Sunshine của Ngọc Dũng là á quân của giải giao hữu này. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, mới đây thì huyền thoại bóng đá Indonesia đã tức giận cho rằng là Liên đoàn bóng đá nước này cần lập tức sa thải ông Shin Tae-yong. Như các bạn đã biết thì theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ có trận đấu lượt đi trên sân khách của Indonesia vào ngày 21 tháng 3 và 5 ngày sau đó, tức là ngày 26 tháng 3 năm 2024 thì thầy trò ông Jouzier sẽ tiếp đón tuyển Indonesia trên sân nhà. Trước đó thì cả hai đội cũng đã hoàn thành lượt đầu tiên ở bảng F vào tháng 11 năm ngoái. Cụ thể thì chúng ta thắng Philippines 2-0 ở trận giao quân, trong khi đó Indonesia thua đậm Iraq 1-5. Đến lượt thứ hai thì Việt Nam để thua đáng tiếc trước Iraq với tỷ số 0-1, còn đội bóng của ông Shin Tae-yong lại hòa thất vọng 1-1 trước tuyển Philippines. Đáng chú ý là trước màn tái đấu giữa hai đội tại vòng loại thứ hai của World Cup 2026, huyền thoại bóng đá Indonesia là Asmara đã chỉ trích gay gắt vị huấn luyện viên người Hàn Quốc. Huyền thoại Asmara mới đây chia sẻ trong cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Indonesia có tên là Tommy Willy cho rằng ông Shin Tae-yong đã làm gì trong 4 năm qua. Ông ấy yêu cầu nhập tịch cầu thủ, liên đoàn cũng đã chấp nhận. Nhưng đội tuyển thi đấu là quá chán, thậm chí là phải dựng xe buýt để phòng ngự. Ông Shin không thể giúp cho các tuyển thủ Indonesia của chúng ta có thể ghi bàn, mà thực tế thì chúng ta còn để thủng lưới rất nhiều. Đây hoàn toàn đều là lỗi của ông ấy. Các cầu thủ không được rèn luyện về lối chơi, không có tư duy, ngoại trừ việc rèn luyện thể chất được ưu tiên trong kỹ năng đá bóng hay là trí óc không được rèn luyện. Lúc nào cũng tự hào rằng là mình ở cấp độ châu Á nhưng lại liên tục thua. Chiến thắng duy nhất của ông Shin Tae-yong giúp cho Indonesia có được từ đội hàng đầu Đông Nam Á. Sau cùng thì vị huyền thoại bóng đá Indonesia thẳng thắn nhấn mạnh vấn đề. Đối với tôi thì ông Shin Tae-yong lúc này là một lá bài chết. Lời nói của ông ấy không thể tin được. Là một cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia thì tôi thất vọng với ông Shin Tae-yong. Quá đủ rồi, tôi không thể bị lừa nữa. Liên đoàn bóng đá Indonesia hãy lập tức tìm kiếm một huấn luyện viên khác thực sự có thể huấn luyện đội tuyển
chứ không phải người chỉ bận đóng vai trò quảng cáo. Cũng cần nói thêm rằng là hợp đồng giữa ông Sinteyong và Liên đoàn bóng đá Indonesia vẫn còn thời hạn đến tháng 6. Cách đây chưa lâu thì chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này là ông Greg Tohir cũng đã bất ngờ lên tiếng về chuyện thương thảo hợp đồng với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Các bạn thân mến, mặc dù là ông Philippe Chaouzier đang nhận rất nhiều lời chỉ trích từ Việt Nam, tuy nhiên thì theo một số phương tiện truyền thông Trung Quốc mới đây cho biết thì huấn luyện viên người Pháp này đã vừa công khai chỉ trích Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Cụ thể là ngày hôm qua, mùng 5 tháng 2 thì một số trang báo của Trung Quốc như là trang Sina hay là trang 163.com đã nhắc đến ông Philippe Chaouzier và cho rằng là ông đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề lớn của bóng đá Trung Quốc. Tờ Sina thì đặt tiêu đề: ông Philippe Chaouzier chỉ trích Liên đoàn bóng đá Trung Quốc thiếu kiến thức về bóng đá và quản lý kém. Bóng đá Trung Quốc phải đến 20 năm nữa mới bắt kịp Nhật Bản. Cụ thể, tờ Sina cho biết, mới đây thì ông Philippe Chaouzier, huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam, người từng có thời gian làm việc ở Trung Quốc, đã có những lời lẽ phê bình thẳng thắn bóng đá Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông. Ông chỉ ra một cách không thương tiếc rằng trình độ của bóng đá Trung Quốc kém xa so với 20 năm trước. Nguyên nhân chính là do các quan chức bóng đá của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA thiếu đi kiến thức về bóng đá cũng như năng lực quản lý kém. Ông Philippe Chaouzier cho rằng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sử dụng lại những người ngoan ngoãn nhưng lại không hiểu bóng đá, dẫn đến tình trạng là quản lý ngành bóng đá bị hỗn loạn. Ông ấy chỉ trích phương pháp làm việc của CFA là thiếu chuyên nghiệp, huấn luyện viên trưởng thì thiếu quyền tự chủ và mọi việc đều phải báo cáo với liên đoàn. Mô hình quản lý này đã gây trở ngại cho sự phát triển bóng đá. Về trình độ của Chinese Super League, ông Philippe Chaouzier thẳng thừng chỉ ra trình độ cạnh tranh của giải đấu này là tương đương với trình độ của giải hạng D của Pháp. Ông ấy cho biết là bóng đá Trung Quốc thiếu nền tảng vững chắc trong việc bồi dưỡng cầu thủ trẻ và quá chú trọng vào hình thức mà bỏ qua đi chất lượng. Ngoài ra thì ông Chaouzier còn cho rằng cơ chế tuyển chọn tài năng của bóng đá Trung Quốc có vấn đề nghiêm trọng. Ông ấy bày tỏ bi quan về tương lai của bóng đá Trung Quốc. Ông tin rằng là dù 20 năm nữa thì bóng đá Trung Quốc cũng khó có thể đuổi kịp bóng đá Nhật. Ông ấy cho rằng bóng đá Trung Quốc cần phải thay đổi mô hình quản lý và phương pháp đào tạo để đạt bước nhảy vọt về chất. Chasina của Trung Quốc cho rằng những nhận xét thẳng thắn của ông Chaouzier nhận được sự ủng hộ lớn từ nhiều người hâm mộ ở Trung Quốc. Quan điểm của ông thầy người Pháp đã gây ra chú ý và thảo luận rộng rãi. Nhiều người hâm mộ cho rằng là họ cũng nhận thức được vấn đề của bóng đá Trung Quốc từ lâu, nhưng những lời chỉ trích thẳng thắn như vậy vẫn gây sốc. Đồng thời thì nhiều người cho rằng là nhận xét của ông Chaouzier quá sắc bén và đây là những phân tích khách quan về bóng đá Trung Quốc. Dù thế nào đi nữa thì quan điểm của ông Chaouzier đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho bóng đá Trung Quốc. Ông ấy nhắc nhở chúng ta rằng nếu muốn nâng cao trình độ của bóng đá nước nhà thì chúng ta phải đối mặt với những vấn đề và thực hiện các biện pháp hiệu quả để cải thiện. Vừa qua thì theo thông báo từ câu lạc bộ Bắc Ninh cho biết, huấn luyện viên Park Seo đã nhận lời đảm nhận vị trí cố vấn cấp cao của đội bóng này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ giúp cho tân binh hạng nhì hoạch định kế hoạch cũng như mục tiêu lên chơi tại V-League trong tương lai gần. Sau đó thì truyền thông Indonesia dành sự chú ý lớn đến động thái của ông Park. Cụ thể là trang Compass Asia của nước này bình luận: cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam Park Hang-seo trở thành cố vấn cấp cao của câu lạc bộ Bắc Ninh. Đây là một động thái gây nhiều bất ngờ bởi ông Park hoàn toàn có thể làm việc cùng những câu lạc bộ hàng đầu ở Việt Nam. Trong giai đoạn dẫn dắt U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam thì ông ấy đã tạo nên nhiều thành tích lịch sử như là vô địch AFF Cup, giành 2 huy chương vàng SEA Games hay là cùng đội tuyển lọt đến vòng loại thứ 3 của World Cup 2026. Bắc Ninh đã có nước đi hợp lý khi mời ông Park làm cố vấn, bởi nếu lời mời hướng đến vị huấn luyện viên trưởng, ông Park khó lòng đồng ý dù mức lương cao, bởi với đẳng cấp ở tầm quốc tế thì ông Park chỉ sẵn sàng dẫn dắt một câu lạc bộ chơi tại V-League. Trong khi đó thì tờ Merah Putih của Indonesia thì viết: sau thất bại của tuyển Việt Nam tại Asian Cup thì một bộ phận người hâm mộ đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF là đưa ông Park trở lại. Nhưng có lẽ sẽ phải chờ đợi lâu nữa bởi hiện tại ông Park đang có kế hoạch với câu lạc bộ Bắc Ninh. Đây là đội bóng được hứa hẹn là đầu tư mạnh mẽ với tham vọng là vươn đến V-League. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.